Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự thảo luận tổ 5 đại biểu Quốc hội các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kiên Giang và Lào Cai về dự án luật quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự án luật công nghiệp, công nghệ số. Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhất trí về sự cần thiết xây dựng dự án luật công nghiệp công nghệ số nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp công nghệ số, khắc phục những tồn tại hạn chế về công nghiệp công nghệ thông tin và xây dựng hành lang pháp lý cho công nghiệp công nghệ số, tạo cơ chế chính sách vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực phát triển hiệu quả, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp công nghệ số trở thành ngành công nghiệp nền tảng, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam. Đại biểu đề nghị làm rõ trong dự thảo luật về hoạt động công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số thế hệ mới, quy định cụ thể về hành vi xâm phạm quyền riêng tư, dữ liệu phi cá nhân và phi cá nhân hóa dữ liệu, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số và làm rõ quy định về nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ số. Buổi chiều, thảo luận ở hội trường về dự án luật hóa chất sửa đổi, đại biểu Trần Văn Tiến đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung chính sách nhà nước đầu tư xây dựng, quy hoạch phát triển công nghiệp hóa chất, xây dựng hệ thống kiểm soát an toàn hóa chất quốc gia, cơ sở dữ liệu thông tin an toàn hóa chất, làm rõ mục tiêu, quan điểm, nội dung, thời gian lập, điều chỉnh chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất hoặc giao chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị cần có quy định rõ ràng về trình tự, thủ tục, nội dung, điều chỉnh chiến lược, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp hóa chất đối với cấp tỉnh. Cần quy định việc phát triển công nghiệp hóa chất vào trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm và giai đoạn 5 năm của địa phương, đồng thời quy định rõ trách nhiệm xây dựng nội dung về phát triển ngành công nghiệp hóa chất quy định tại khoản 2 điều 10 thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân hay Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ngày 25 tháng 11, Quốc hội tiếp tục làm việc thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quảng cáo, các giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 để Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sớm phục hồi và phát triển bền vững.